Xong Nhật xin chào nhà. Em lên sóng phục vụ các bác một cái con máy đánh trứng. Hàng mới tinh còn nguyên hộp rồi nha. Con này của hãng Tecom. Hãng này sản xuất rất là nhiều các cái đồ gia dụng. Máy trong cái tình trạng mới tinh, chưa sử dụng. Điện 100V, 80W. Hai tay đánh 5 cấp độ số, còn nguyên hướng dẫn sử dụng, hộp nhựa, máy có các cấp độ số chạy đâu nhé, 5 cấp độ số chạy rất khỏe. Máy này đánh trứng thì tuyệt vời luôn ạ. Hai tay cắm vào nhé, khi các bác muốn rút hai cái tay này ra nhé, hai cái tay này ra này thì các bác bấm vào cái nút này, này đây này, nó có chữ put đây này, bấm đây nhé, bấm đây nó tự trôi ra đấy nhá. Bấm đây là tự tuột ra nhé. Chứ bình thường thì mình cắm vào thẳng bình thường thôi, bình thường thì mình cứ cắm này vào là nó vào đấy. Nhưng khi tháo ra thì bấm đây nó trôi ra. Con máy đánh trứng của Nhật điện 100V còn mới tinh nguyên hộp nhé. Đấy, giá bán là 600.000. 5 cấp độ số rất khỏe. Hàng Nhật thì khỏi nghĩ rồi, giá rẻ bèo luôn có 600 đấy. Các bạn nào lấy thì các bạn liên hệ, chưa phí vận chuyển, chưa Việt Nam. Chào các bạn.